Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đông chân giò lợn nhé. Chúng mình cùng vào bếp nào. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị gồm một cái móng giò. Chúng ta sơ chế và chặt miếng vuông vừa ăn như thế này các bạn nhé. Và một miếng bắp giò, một bắp thịt chân giò ấy ạ. Để khi chúng ta nấu thì nó sẽ ngon hơn so với các loại thịt khác nhé. Bì lợn, nấm hương, mộc nhĩ, một củ cà rốt, nước mắm, mì chính, hạt nêm, bột canh và hạt tiêu. Chúng ta bắt tay vào làm các bạn nhé. Trước tiên chúng ta sơ chế thịt trước nhé. Thịt này các bạn thái miếng vuông vừa ăn bằng với cái miếng xương chúng ta chặt ban đầu ấy. Để cho cái kích cỡ nó bằng nhau thì khi nấu nó sẽ trông nó đẹp hơn các bạn nhé. Tiếp theo thì bì lợn chúng ta cũng thái thành miếng vuông vừa ăn như chúng ta thái thịt lúc ban đầu nhé. Và nấm mộc nhĩ chúng ta cũng thái thành miếng vuông vừa ăn như miếng thịt. Vì chúng ta thái miếng vuông như thế này thì khi nấu lên nó sẽ không bị nát và ăn nó sẽ không nồng các bạn nhé. Và ăn nó có độ giòn và ngon hơn rất nhiều so với chúng ta thái nhỏ ra nhé. Nguyên liệu sau khi sơ chế xong người ta tiến hành trần sơ qua cái xương và cái thịt này để cho bớt cái bẩn và cái độc tố ở bên trong thịt đi nhé. Sau khi trần xong thì chúng ta rửa sạch với vòi nước và chúng ta bắt đầu bắt tay vào ướp. Chúng ta đổ cái thịt và xương này vào một cái tô lớn, sau đó ướp với các loại gia vị nước mắm, mì chính, hạt nêm và một chút xíu hạt tiêu để cho ướp khoảng 15 phút để cho ngấm gia vị các bạn nhé. Sau đó chúng ta cho các cái nguyên liệu này vào trong chảo để đảo sơ lên để cho nó săn lại và ngấm gia vị hơn. Và cuối cùng người ta đổ nước vào thịt cho xăm sắp và chúng ta đun trong khoảng 1 tiếng nhé. Sau 1 tiếng thì thịt và xương đã nhừ thì chúng ta bắt đầu múc ra bát các bạn nhé. Khi múc đông ra bát thì chúng ta có thể trang trí cho cái bát đông của chúng mình nó đẹp hơn. Thế là do sở thích của các bạn nhé. Chúng ta lưu ý là khi múc đông ra bát thì chúng ta múc lượng thịt và xương vừa phải để cho khi mà đông lại thì cái món đông của chúng ta sẽ trong và đẹp hơn so với chúng ta múc nhiều nhân nhé. Và chúng ta cất vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng. Và đây là thành phẩm của mình sau 1 tiếng nhé. Mình sẽ đưa ra đĩa cho các bạn xem nhé. Rất đẹp phải không các bạn? Chúc các bạn thành công nhé! Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều video mới từ mình nhé! Và nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình cùng làm đấy! Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau!